Đúng như những thông tin mà Nokia đã cung cấp trong buổi họp báo tháng 9 vừa qua tại sự kiện ra mắt Lumia 830 ở Hà Nội, thì tính đến hôm nay là ngày đầu tháng 10 và chúng ta đã có sản phẩm chính hãng Lumia 830 được bán ra rộng rãi trên thị trường. Và hôm nay mình sẽ mở hộp cho bạn sản phẩm Lumia 830. 830 là một sản phẩm thuộc phân khúc giá tầm trung, không phải giá rẻ cũng không phải cao cấp, nhưng nó lại được sở hữu rất nhiều những cái điểm đến từ dòng sản phẩm cao cấp của Nokia, như là khung viền được thiết kế bằng nhôm tương tự như sản phẩm Lumia 930, kèm vào đó là một loạt những cái tính năng cao cấp như là công nghệ màn hình Clear Black Display và công nghệ màn hình Glen đã trở lại trên 830, với công nghệ màn hình Pure View và ống kính Kansai vốn được trang bị trên những cái thiết bị cao cấp dòng Lumia, đem lại chất lượng hình ảnh tốt nhất. Và hộp của sản phẩm Lumia 830 vẫn tương tự như những sản phẩm Lumia khác, là được in hình sản phẩm ở mặt trên với một cái hộp có thiết kế hình vuông và rất là đơn giản. Lumia 830 vẫn có những cái màu sắc cơ bản như là màu trắng, màu đen, màu cam và màu xanh nõn chuối của Lumia. Ở trong hộp chúng ta sẽ có một quyển hướng dẫn về Lumia. Nhìn chung 830 nó có thiết kế khá là cao cấp với khung viền làm bằng nhôm và phần màn hình được hoàn thiện gần giống với 930, mặc dù là nó không được xuất sắc và tinh xảo bằng trên 930. Bù lại, 830 có kích thước mỏng và trọng lượng nhẹ hơn, tạo cảm giác thoải mái khi mà sử dụng trong thời gian dài. Ở trong hộp chúng ta sẽ có một viên pin, cáp micro USB và adapter sạc. Ngoài ra chúng ta sẽ không được trang bị kèm theo tai nghe. Mặt sau chính là cái điểm thiết kế nổi bật nhất của 830, với cụm camera được làm kích thước lớn giống như là ở trên Lumia 1020 mà chúng ta từng thấy từ trước đến nay. Và như vậy là mình đã vừa mở hộp xong sản phẩm Lumia 830 phiên bản chính thức hiện nay đang được bán ra rộng rãi tại thị trường Việt Nam. Nếu các bạn quan tâm thêm sản phẩm Lumia 830, hãy truy cập vào trang web saphonet.com.vn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.